Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cách chúng ta tạo một cái mô hình lỗ cho một nguyên công mà chúng ta không sử dụng tính năng là nhận diện lỗ. Thì chúng ta sẽ sử dụng một nguyên công để chúng ta chọn lỗ bằng thủ công. Ok, đầu tiên mình sẽ tích vào Gupit, xong rồi sẽ insert một cái operation. Ở đây mình sẽ chọn đó là template cho phần home making. Trong phần này mọi người sẽ sử dụng một nguyên công đó là Sport Reeling, và mọi người sẽ chọn một số cái, ví dụ mình sử dụng con dao đó là Sport Drill, và trên cái Drill Method. Ok, sau đây mọi người tích vào OK. Bây giờ chúng ta sẽ phải lựa chọn cái hình học lỗ cho cái nguyên công này bằng cách chúng ta xác định vào specify future geometry nhé. Ok, ở đây thì mọi người sẽ chọn bằng thủ công chúng ta sẽ chọn lỗ này. Đó, mọi người sẽ chọn từng lỗ một, hoặc mọi người thấy là quét bằng cái con chuột dạng Lasco thì chúng ta lựa chọn tất cả biến dạng lỗ này. Ok, mình sẽ quét, mình sẽ tránh một số cái lỗ này ra. Rồi, ok. Đó, thì mọi người thấy là nó sẽ chọn được tất cả các lỗ giống nhau ở cái biên dạng lỗ 3 này cho chúng ta. Sau đấy, mọi người sẽ thấy phần dip ở đây. Chúng ta là xác định cái chiều sâu cho cái phần lỗ chúng ta là công. Và sẽ tính theo cái phần dip nhé, của cái chiều sâu lưỡi khoan. Ở đây là mình đang là đánh dấu tâm. Ok, mình sẽ chỉnh chữ ở đây thành một giá trị đó là 0.28. Đó, mọi người có thể thấy thì lỗ con dao này thì nó sẽ rất là lớn hơn cái lỗ này, cho nên mọi người đánh dấu tâm thì mọi người sẽ nhập vào đây là 0.2. Ok, sau mọi người get cái nguyên công này. Đó, thì mọi người thấy là nó sẽ chạy, nó không theo một thứ tự nào đó, một thứ tự nó là gọi là ngẫu nhiên. Cái đấy mọi người sẽ quay lại đây và chúng ta tích vào cái tính năng nó là sort path hoặc là close it, tích vào reload. Ok, sau đấy mọi người tích vào gia công thì chúng ta thấy là nó sẽ gia công đúng cái thứ tự của chúng ta rồi. Ok, giả sử đây mình sẽ tạo chọn một con dao khác trong phần này, các bạn sẽ chọn con dao là Rio. Ok, thì chúng ta sẽ đổi từ Drill sang khoan được nhé. Ok, thì đó là cái nguyên công chúng ta xác định bằng tay cho các cái future lỗ.